Cù Lao Dài hay còn gọi là xã Thanh Bình, Quế Thiện. Đây là một cái bến phà mà quê hương Vũng Liêm của mình. Các bạn biết không, cứ mỗi lần mình qua bến phà như thế này thì cảm giác trong lòng của Nguyễn Thừa rất là thấy nao nao, không biết là đẹp. Mời bà con cô bác và các bạn theo qua dõi Nguyễn Thừa nhé. Bà con cô bác và các bạn mình thấy thì mé bên bến phà mà bên Vũng Liêm thì bên đây người ta cũng bán rất là nhiều đồ nè. Đây là đường xuống bến phà Nguyễn Thừa muốn dắt giờ thì do ít người nên xuống nãy bà con thấy ở bên kia là Cù Lao Dài hay còn gọi là xã Thanh Bình, Quế Thiện á. Vòng vòng thì người ta lấy cát. Ở đây là đường xuống bến phà dắt giờ dắt trưa. Phà này hơi ít tại vì chủ uống ra thì cũng có bán đậu để mình hỏi bác ở đây bán. Bà bác ở đây, bác ở đây lâu chưa không bác? Phà mới về chứ. Dạ. Phà mới lại đây lâu. Dạ, bác bán ở đây là lâu năm chưa? Lâu. Dạ. Thì bán con muôn lon đi. Ủa đậu này đậu gì? Sao thấy bự bự không ạ? Đâu thấy đậu mọng. Dạ. Đất đỏ. Đậu đất đỏ hả? Bà mẹ. Này dùng mình hay ở đâu bác? Đậu dùng mình hay ở đâu? Thầy đó là Long Khánh hay gì chú? Tôi thấy bà bác ở đây cũng lớn tuổi rồi, bác ngồi bác bán đậu kế bên bánh phà nè bà con. Nếu bà con cô bác nào có về Thanh Bình, Quế Thiện thì thấy bác bán ở đây nhớ ủng hộ nha. Bà con thấy bến phà này, đợi phà này nha bà con. Ở bên kia thì đây là chỗ này người ta cũng dòm xa xa, đây là con sông Củ Chiên. Đưa hướng này là lên Vĩnh Long và một hướng thì xuống Trà Vinh. Ở đây là những cái phà mà ghe mà Vinh. Ở đây trên bờ phà thì người ta cũng bán nhiều đồ ăn, ví dụ như nước mía. Đó, chuyến phà mình đã rời bến này bên đợi qua phà nè. Khi qua phà mà gần tới bên Cù Lao Dài thì ở bên kia cũng có một cái chiếc phà đang trở về bến phà Vũng Liêm. Ở dưới phà thì có thái mỏ hòn. Anh đừng có chụp cái mặt của thằng đó giống như chị già. Chắc ông ngồi sầu riêng đây. Ôi sầu riêng cái này gì bự bự vậy? Cái gai là khi họ chở sầu riêng về rất là nhiều. Con các bạn quý vị khán giả thân mến, nếu mà các bà con cô bác nào mình chưa đi về Thanh Bình, Quế Thiện thì hãy trải nghiệm một lần đi qua phà này. Thì cảm ơn bà con cô bác và các bạn đã xem video của Nguyễn Thừa hôm nay.